Chào mừng các bạn đến với khám phá đó đây. Mời các bạn cùng tham quan khu chợ đêm cao sản Bangkok, Thái Lan. Chúng ta cùng đi dạo vòng chợ đêm cao sản. Về nhìn dễ thương ghê. Nhìn xinh sao á, có mấy cái đèn. Nhưng mà anh nghĩ giá nó không rẻ đâu. Nhìn vậy giá không rẻ đâu. Đặc sản của mấy vòng Thái này. Mấy món mà liên quan đến xoài. À, rồi kiếm gì ăn các bạn. Bây giờ mình đi vòng vòng trước nha các bạn. Đi mình review tổng thể cái chợ đêm cao sản là bất khóc thế nào này. Ta xem còn cái gì chuẩn bị. Cả nhà nhớ cho mình một like và đăng ký theo dõi một kênh giúp mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều á. Đây chợ đêm cao sản. Chợ đêm khao sản, khao sản. Mình đến chợ đêm khao sản này. Tha non khao sản. Đây. Rồi có gì tấp vô ăn. Có cái gì thì mình tấp vô ăn thôi. Có gì ngon ngon thì mình tấp vô mình ăn. Có xôi xoài kìa. Xôi xoài vậy nè, nó bụng không? Bạch thai. Ở có sườn cây không? Ăn sườn cây. Không biết sườn cây.
tươi nè. Ê ngon nha. Thấy ok nha, ngon. Yeah.